Không up mà. Bố sẽ đưa nó lên Facebook. Không. Hay lên TikTok. Không. Thôi thế con làm gì cho bố vui đi. Vui đấy. À dạ. Chưa vui, còn lại. Không vui sao? Các bạn nữ lên dùng nụ cười nào để khuyến rũ bạn trai? Chưa quay. Bố đang chuẩn bị quay, nào, nói đi. Đây là con lợn thối của tôi. Đây là mẹ của lợn thối. Tôi là bố. Giới thiệu về mình đi. Em quê quán Bạc Liêu, mẹ em bán Bạc Hà, ba em thì Bạc Nghĩa, anh em thì Bạc Bẽo, còn em gọi là Bạc Phận. Đồ bệnh hoạn này.